Xin giới thiệu với các bạn, chị là Minh Tuyền, chị thuộc ban nhân sự của FPT Telecom. Rất vui ngày hôm nay được chào đón tất cả các bạn đến với tòa nhà của FPT Tân Thuận 2 để cùng tham quan và gặp gỡ các lãnh đạo của FPT Telecom. Khi đấy thì Tuyền có gặp một anh trưởng phòng và anh ấy đã phỏng vấn và Tuyền làm một cái vị trí là nhân viên quản lý công nợ. Thì sau cái thời gian khoảng chừng 3 tháng đã có một lúc dự định là sẽ nghỉ FPT. Thời điểm đó mới vào mà giao cho mình công nợ quá hạn nữa. Mình cảm thấy nó cũng không yêu thích cái công việc đó nó mấy so với cái định hướng của mình là mình sẽ làm về nhân sự. Bước vào FPT Telecom Bình Dương với vị trí quản lý công nợ, cơ hội đến với Tuyền khi chi nhánh tuyển dụng vị trí nhân sự mà cô hằng mơ ước. Là ai nhìn vào cũng nói với Tuyền rằng là em fail rồi, em sẽ không đậu vị trí đó đâu. Cứ nghĩ rằng Tuyền sẽ gắn bó với FPT Telecom Bình Dương. Nhưng bất ngờ hôm nọ, Tuyền được ban giám đốc đề xuất chuyển về ban nhân sự tại tổng hành dinh FPT Telecom ở Tân Thuận. Vừa vui mừng bất ngờ khi nhận được sự tín nhiệm, vừa băn khoăn khi đứng trước sự lựa chọn mới. Nhưng trong chốc lát, Tuyền quyết định sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh để thỏa đam mê vẫy vùng. Võ Thị Minh Tuyền được giao vị trí tuyển dụng hỗ trợ vùng, cụ thể là vùng 5. Có rất là nhiều bạn nhìn thấy mình, tại vì cái công việc mà nhân sự và cái hành chính nhân sự là một cái công việc mà nó không có tên, mọi người không thấy được cái việc mà mình làm. Mọi người cứ nghĩ rằng là mình ngồi đó bấm máy thôi, rồi tuyển mới nhân viên rồi thanh lọc nhân viên cho các bạn nghỉ các kiểu, thì mọi người nghĩ rằng công việc này chẳng có gì là khó cả. Làm ngồi mát ăn bát vàng rồi ngồi đó tới tháng lãnh lương thôi. Nhưng mà thật ra với Tuyền thì nó không hề dễ. Công việc vị trí nhân sự nó không hề dễ. Và liệt gắn liền hơn nhất là cái vị trí mà Tuyền đang làm đó là vị trí việc. Cái thị trường lao động bây giờ nó quá là hỗn loạn đi. Rất là đau đầu. Đối với Tuyền công việc này không hề an nhàn một tí nào hết. Mà Tuyền nghĩ là Tuyền đã đi theo được đúng cái hướng mà Tuyền đã nghĩ cho mình ở trong cái thời điểm mà Tuyền học đại học. Rồi, bắt đầu. Ủa này thôi hả? Vâng, nghe cái câu chuyện chia sẻ em thì chắc dài lắm, em vừa tính uống nước luôn mà anh nói xong em như uống luôn. Em mời chị ạ. Ở Tuyền hội tụ những yếu tố trẻ tuổi, xinh đẹp, hoạt ngôn lại hòa đồng. Nữ cán bộ tuyển dụng là gương mặt dẫn chương trình cho rất nhiều buổi giao lưu với sinh viên của ban nhân sự FPT Telecom, hay rộng hơn là các sự kiện của chi nhánh và công ty. Minh Tuyền cũng lăn xả ở các mặt trận khác như các chương trình văn nghệ, hát hò, thậm chí đá bóng. Hơn gần 3 năm nay, Tuyền cũng đã làm việc với cái tinh thần như thế, với cái trách nhiệm của mình và với sự tận tâm của công việc. Và Tuyền đã nghĩ là mình cũng tới thời điểm hiện tại thì Tuyền cũng đã cảm thấy khá là hài lòng với những cái nỗ lực mà Tuyền đã làm trong thời gian qua. Mà mình đã nhận được một cái trách nhiệm gì đó thì mình chỉ cần làm hoàn thành thật tốt cái trách nhiệm đó thì đó là một cái thành công trong thời gian ngắn hạn của Tuyền rồi.